Xin chào tất cả các bạn, lại là Mít đây. Các bạn thân mến, sự sống trên trái đất đã bắt đầu từ hàng trăm triệu năm về trước. Nhiều loài đã tuyệt chủng từ lâu và chúng ta chỉ được biết đến qua những mẫu hóa thạch nằm sâu dưới đất và qua màn hình nhỏ của Mít. Tuy nhiên, vẫn còn có một vài loài động vật đã tiến hóa để phù hợp với những biến đổi của thiên nhiên qua hàng trăm triệu năm và tồn tại cho đến ngày nay. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Mít điểm qua 6 loài động vật tiền sử có hình dạng xấu xí vẫn còn tồn tại đến hiện nay nhé! Một, cá mập yêu tinh. Nghe cái tên thôi cũng đủ làm chúng ta giật mình rồi đúng không nào? Cá mập yêu tinh còn có tên là cá mập goblin. Chúng được tìm thấy ở vùng biển sâu, nơi mà ánh nắng mặt trời khó có thể chạm tới. Mẫu vật của chúng nằm tại độ sâu 1.300m. Con đực trưởng thành thường có chiều dài từ 2,4 đến 3,1m và con cái là từ 3,1 đến 3,5m. Mẫu vật lớn nhất được tìm thấy có chiều dài tới 3,9m và nặng tới 210kg. Đây có lẽ là loài khác biệt và kỳ dị nhất trong họ cá mập bởi hình dáng xấu dã man con ngan, xấu xúc phạm người nhìn trong dòng họ nhà cá mập. Nó sở hữu cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác và giống với mỏ chim. Phần đầu với cái mũi dài có nhiệm vụ phát hiện con mồi tại những nơi tối tăm nhờ bộ phận cảm ứng điện. Cá mập goblin toàn thân có màu hồng cùng bộ hàm có khả năng co giãn với nhiều răng sắc nhọn, thích hợp với việc nghiền thức ăn. Đây được coi là một trong những đặc điểm giúp phân biệt loài cá mập này với nhiều loài khác. Con mồi của chúng chủ yếu là mực ống, cá, cua, các vi khuẩn sống sâu dưới biển. Lịch sử loài và thói quen sinh sản của chúng hầu như không thể nào biết được bởi vì chúng lặn sâu quá và chúng rất quý hiếm. Theo ghi nhận của NOAA, Tổ chức Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 10 người trong thập kỷ này từng nhìn thấy cá mập yêu tinh, từ đó đủ thấy độ hiếm của loài hóa thạch sống này. Cá mập goblin là một trong những kẻ săn mồi cổ xưa nhất còn tồn tại. Loài này đã từng tồn tại cùng thời với loài Megalodon, một loài cá mập khổng lồ dưới biển, sống cách ngày nay khoảng 30 triệu năm. Một số ý kiến khác cho rằng loài này giống với cá mập Helicoprion, sống cách đây 250 triệu năm. 2. Cá sấu hỏa tiễn. Gì cơ? Cá sấu hỏa tiễn ư? Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Cá sấu hỏa tiễn là một loài cá nước ngọt lớn được tìm thấy duy nhất ở Bắc Mỹ. Loài cá này nổi bật với thân hình của cá, con đầu giống với cá sấu với cái mõm dài cùng nhiều cái răng sắc nhọn. Với chiều dài tối đa 3m và nặng 91kg, đây được xem là loài cá lớn nhất ở Bắc Mỹ. Có thể sống lâu đến 70 năm và khả năng chịu đựng cao khi ở trên cạn trong 2 giờ là những điều khiến cá sấu hỏa tiễn trở thành một loài cá mạnh mẽ. Hàm răng sắc nhọn của loài cá này là thứ vũ khí lợi hại giúp nó có thể tấn công được những loài vật lớn. Theo như Mít tìm hiểu, thì loài cá này đã tồn tại trên trái đất được khoảng 100 triệu năm. Hiện nay, loài cá này bị đánh bắt khá nhiều bởi những người thích chinh phục cảm giác mạo hiểm khi bắt cá bằng tay không. Đúng là chúng xấu thật, nhưng cũng không nên bắt chúng đâu các bạn nhỉ. 3. Cá đuối khổng lồ có gai độc. Cá đuối gai độc khổng lồ Himantura talfreya hay còn gọi là cá đuối roi là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới với trọng lượng lên tới 500-600kg. Cá đuối khổng lồ thường lảng vảng trong hệ thống lòng sông của Thái Lan, Borneo, Tân Guinea và Bắc Australia. Chúng thường vùi mình trong cát hay bùn ở đáy sông và thở qua những lỗ thở trên mặt trên của thân. Loài cá cổ xưa này chẳng thay đổi gì mấy sau nhiều triệu năm, có thể lớn tới 5 mét chiều dài và nặng đến 600kg. Chúng có màu từ nâu đến xám, hình thể dẹt, có đuôi dài như một ngọn roi. Số lượng cá đuối đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây khi vùng cư trú ven sông của chúng bị suy giảm. Những con cá đuối lớn có khả năng kéo thuyền ngược dòng và thậm chí là làm chìm thuyền. Theo các nhà khoa học, loài này đã có từ kỷ Jura, cách đây khoảng 100 triệu năm. Hiện nay, loài này đang bị đe dọa đứng trước nguy cơ tuyệt chủng khi phải đối mặt với việc bị đánh bắt quá mức và môi trường sống bị thu hẹp. Tại nhiều nước Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, việc có những biện pháp nhằm bảo vệ loài cá đuối này là điều cần thiết. Nhưng con nào con nấy to thế kia thì Mít cũng hơi sợ đấy các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? 4. Cá mập da nhăn. Trong những loài cá mập cổ còn tồn tại cho đến ngày nay và người ta mới chỉ tìm thấy hai cá thể cá mập da nhăn tại vùng biển Nhật Bản. Loài cá mập này chủ yếu sống ở các vùng nước sâu từ 600 đến 1.000 mét và đã được các nhà nghiên cứu xem như hóa thạch sống khi đã tồn tại trong đại dương ít nhất 95 triệu năm nay.
Hàm của loài cá này có khoảng 300 cái răng sắc nhọn như lưỡi câu và miệng có thể mở rất rộng để tấn công con mồi, kể cả những con mồi lớn hơn chiều dài cơ thể. Hiện nay, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp loài cá này vào danh sách bị đe dọa và cần phải bảo vệ nghiêm ngặt để tránh tình trạng tuyệt chủng. 5. Tôm nòng nọc Triops. Tôm nòng nọc đuôi dài có tên khoa học là Triops longicaudatus, hay còn gọi là tôm đuôi nòng nọc Mỹ hoặc là tôm nòng nọc gạo, là một loài giáp xác nước ngọt của bộ Notochaca. Danh xưng khoa học Triops đề cập đến ba con mắt của nó và longicaudatus đề cập đến cấu trúc đuôi dài. Loài tôm này đặc biệt quá các bạn nhỉ, chúng khiến Mít liên tưởng tới nhị lang thần ba mắt. Con mắt thứ ba là một loại âm dương nhãn, vừa có thể làm vũ khí khi chiến đấu, lại vừa có công dụng như gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương. Các bạn nào thấy giống như Mít không? Hãy bình luận xuống phía dưới cho Mít biết với nhé! Loài tôm này được tìm thấy trong các ao nước ngọt và hồ. Chúng được coi là một hóa thạch sống bởi vì hình thái thời tiền sử cơ bản của chúng đã thay đổi rất ít trong 70 triệu năm qua. Loài tôm nòng nọc được tìm thấy vào năm 2010 ở bờ biển Scotland với nhiều cá thể sống. Các nhà nghiên cứu cho biết, các cá thể này vẫn không có gì thay đổi so với khi chúng sinh sống cách đây 200 triệu năm. Chúng là một trong những loài động vật lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Chà chà, xem ra con cháu thực hiện tốt nghĩa vụ duy trì giống nòi thế mới đúng là... Đúng là con trai của ta! Theo các nhà khoa học nghiên cứu, loài tôm này có khả năng tiếp tục xu hướng nâng cao tuổi thọ của loài người. Nếu con người không tàn phá môi trường sống của nó, loài này có thể tồn tại thêm 500 triệu năm. Với chiều dài khoảng 10cm và còn nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn chưa nghiên cứu được, đây được xem là một hóa thạch sống và sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về các giáp xác cổ xưa với những sự khác biệt hoàn toàn so với các loài hiện nay. 6. Kiến Martialis Herica. Loài kiến này được phát hiện vào năm 2000 tại một khu rừng nhiệt đới ở Amazon ở Brazil. Loài kiến này là dòng họ lâu đời nhất được biết đến trong dòng họ nhà kiến. Kiến Martialis Herica được ước tính đã tồn tại trên hành tinh chúng ta trong khoảng 120 triệu năm qua. Martialis Herica dịch theo nghĩa đen là kiến có nguồn gốc từ sao hỏa, bởi loài kiến này có hình thù không giống những loài kiến khác và được xem là loài kiến lớn tuổi nhất còn sống trên trái đất sau khi các nhà khoa học sử dụng mẫu ADN từ chân trước của chúng để xác định tuổi thọ. Nó đã thích nghi với thói quen cư trú trong đất đá. Con kiến chỉ dài khoảng 2-3mm, có màu mờ nhạt, không hề có mắt nhưng lại có hàm trên lớn. 7. Kỳ rông khổng lồ Trung Quốc. Loài kỳ rông này được các nhà nghiên cứu xác định là đã tồn tại cách ngày nay 30 triệu năm, cùng thời đại với loài gấu khổng lồ và linh cẩu khổng lồ. Chúng có một cái đầu lớn, mắt nhỏ, da đen và nhăn nheo. Đây là một trong hai loài còn sinh tồn trong chi Andreas. Kỳ rông khổng lồ Trung Quốc từng phổ biến rộng khắp tại miền Trung, Tây Nam và miền Nam Trung Quốc, nhưng hiện nay phạm vi phân bố đã bị phân mảnh rất nhiều. Phạm vi phân bố mở rộng từ Thanh Hải về phía Đông tới Giang Tô và về phía Nam tới Tứ Xuyên, Quảng Tây và Quảng Đông. Kỳ rông khổng lồ Trung Quốc là động vật thủy sinh và sinh sống trong các con suối, vùng đồi núi đá hay hồ với nước trong. Nó được tìm thấy trong bùn hay khe đá sẫm màu, dọc theo các bờ sông, hồ, ao và suối trong rừng lá rộng và rừng thông. Ở độ cao từ 100-1500m với độ cao ghi nhận tần suất bắt gặp cao nhất là 300-800m. Loài kỳ rông này cũng ưa thích sống trong các con suối nhỏ, vùng nước chảy nhanh và độ sâu không lớn. Tuy nhiên, hang hốc nơi chúng đẻ trứng lại thường có là nơi nước chảy chậm. Tồn tại từ hơn 170 triệu năm về trước, kỳ rông khổng lồ cũng là một trong những động vật cổ nhất hành tinh, sống cùng thời với nhiều loài khủng long. Tuy nhiên, số lượng loài này đã giảm mạnh trong vòng 30 năm qua do hoạt động săn bắt của con người. Thời lượng của video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên nhấn like cho video, ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo để cùng Mít đón chờ thêm nhiều video thú vị nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.